Xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh xe cũ của Huy. Thì hôm nay tại Toyota Hiroshima Tân Cảng, bên Huy cũng mới về một sản phẩm mới. Huy sẽ giới thiệu đến các anh chị và các bạn mẫu xe này, Toyota Innova, được sản xuất vào năm 2020, số sàn, biển số thành phố, biển số đẹp 9 nút, số tiếng, đuôi số số đuôi là số 8, xe rất là đẹp. Hiện tại thì xe này bên Huy mới lấy về, chưa có làm Maru Kuri lại, nhưng mà về chất xe thì Huy sẽ quay cho các anh chị và các bạn xem. 2020 nhưng mà mới đi được có 20.000 cây số thôi nha các bạn, 20.000 cây số, cho nên là về chất xe thì không lo gì cả, vẫn còn bảo hành hãng đầy đủ luôn. Bên Huy thì cam kết với các anh chị và các bạn rồi, không đông đụng, không ngập nước, tình trạng động cơ hộp số còn nguyên bản, chưa từng tháo rã đại tu. Xe 2020 bảo hành hãng đầy đủ. Bên về xe này thì vẫn được ngân hàng tài chính Toyota hỗ trợ cho vay nha các bạn, lãi suất cực kỳ ưu đãi, chỉ có 5.99% thôi. Và hiện tại thì Huy cũng thông tin luôn, chiếc xe này đang được bên Huy chào bán với giá là 700 triệu nha, 700 triệu. Xe mới bây giờ các anh chị và các bạn mua, biển số thành phố luôn, ra giấy tờ thì đâu đó khoảng tầm đổi 860 triệu, thì mình mua chiếc xe này sẽ tiết kiệm được khá là nhiều. Rồi, không làm mất thời gian của anh chị, chúng ta đem sẽ đi tìm hiểu về ngoại thất cũng như là nội thất bên trong của chiếc xe này. Đây cụm đèn, đó, sáng bóng nha các bạn. Mới lấy về thôi, còn này là cụm cái ga lăng dưới cái lưới cản. Đây, những vị trí này khá là nhạy cảm với những cái chỗ cái phần lắp ghép này này, thường thường cái cản dưới về này rất là nhạy cảm, khá là dễ bị hở, khe hở sẽ không có đều. Nhưng mà xe này thì chắc xe còn rất là ok, xe mới mà các bạn, vỏ đúng chuẩn 20.000 cây số, mọi thứ còn nguyên bản, màu trắng. Xe này các chị về chạy đám cưới cũng được nha, chạy đám cưới cũng được. Màu của xe thì màu trắng, chủ xe đi giữ kỹ cho nên là về cái màu sơn đó các bạn, chất lượng sơn thì từ trước ra phía sau, các bạn thấy nó đều màu với nhau, có dán phim che mưa, rồi chén cửa mà chrome đầy đủ luôn, có khe hở các bạn thêm về cửa rất là đều. Còn đây phần vỏ, đó vỏ mới toanh nha các bạn. Đây, bọng về. Rồi Huy mời các bạn xem phần gầm luôn. Đó, gầm nhún còn rất là mới, mới đi được 20.000 cây số thôi các bạn nha. Phía sau thì chúng ta có thể thấy được là đây, độ đồng đều màu sắc từ ở bên hông ra phía sau, khá là đều nhau, có bố trí camera gear, cụm đèn các bạn có thể thấy được độ sáng của cụm đèn. Đó, cụm đèn sau các bạn có thể thấy được cái độ, những cái độ các khe hở lắp ghép giữa đèn này, cốp này, đó, cản đèn cản, độ kín chít giữa các chi tiết. Và những trên cái cửa các bạn thấy độ đều có những cái đường găng kéo dài từ trước ra phía sau. Và ở bên hông thì chúng ta nhìn nghiêng sẽ không thấy được cái những cái độ lượng không đều. Thường thường là nếu như mà xe mà làm lại các bạn bị móp mà dỗ lại thì thế nào thì các bạn phải nhìn, nó cũng sẽ thấy có những cái đường lượng lượng rất là khó chịu. Khe ở lắp ghép này khá là ok. Rồi vỏ, các bạn 2020 Huy quay cho các bạn xem qua thôi, chứ thực sự là về chất xe thì còn rất là đẹp. Các chị và các bạn nào có nhu cầu cần tư vấn rõ hơn thì cứ liên hệ với Huy nha. Rồi sơ lược cho các chị và các bạn nắm về phần ngoại thất 2020 còn như mới các bạn, chủ yếu là các bạn xem qua thôi. Thì
chúng ta cùng xem chi tiết hơn phần nội thất bên trong để xem sản phẩm có phù hợp với việc sử dụng của gia đình hay không nha. Huy mời các anh chị và các bạn ạ. Đây, Huy và các bạn cùng xem về phần nội thất bên trong. Tắp bi hông cửa phía sau nha các bạn, cấp sau. Keo truồng ha, keo truồng ốc vít đồ thì còn nguyên bản hết nha. Rồi, mình xem nội thất bên trong. Tắp bi hông. Dơ thôi nha các bạn, chứ còn nó không bị trầy xước gì cả nha. Đó. Ở trên trần, mỗi hàng ghế đều có hai cửa gió điều hòa nha các bạn. Có công tắc điều khiển dàn lạnh ở phía sau luôn. Xe này thì có hai dàn lạnh rồi. Đó. Tắp bi hông bên trái. Đó, mình coi vị trí đồ nghề luôn. Đó, có cái túi đựng đồ nghề riêng nữa rồi. Xe này đồ nghề chưa sử dụng luôn. Đó, dưới sàn thì có lót sàn simili. Ghế da màu nâu nha các bạn. Đó, phía sau thì có hai cái ghế, nếu như mình không sử dụng mình treo lên. Đó, đây các bạn thấy ha, phần nỉ này còn rất là mới, này là được bọc da rồi, màu nâu. Màu nâu. Rồi mình xem ở phía trên ha, ở phía trước. Này, tắp bi cửa hông bên trái. Phía dưới ha, mình xem từ dưới lên nha cho dễ xem. Cửa về ghế, ghế là màu nâu rồi, da này da chất lượng nha các bạn. À, nhìn rất là đẹp. Và sờ vô bạn cảm thấy cái độ đàn hồi, độ mềm của nó. Phía sau thì sử dụng ba người ngồi. Innova rộng rãi ha, cực kỳ rộng rãi luôn rồi. À, các chị và các bạn mà hầu như là đều đã từng ngồi lên chiếc xe Toyota Innova. Hầu hết những cái sản phẩm xe 8 chỗ thì Toyota Innova là một trong những sản phẩm mà gọi như là cực kỳ rộng rãi luôn. Đó, tắp bi cửa trước trái. Nói chung là về nội thất bên trong thì xe này 2020 mới đi được 20.000 cây số thì cũng không khác gì nhiều so với một chiếc xe mới. Mình mua chiếc xe này mình tiết kiệm rất là nhiều. Tiết kiệm ngoài 100 triệu. Thì Huy nghĩ đáng đồng tiền, đáng mua. Đó. Tắp lô. Tắp lô. Đó, từ bên trái, từ bên phải qua bên trái. Bên Huy về bây giờ chủ yếu là xe này là Maru lại thôi, vệ sinh lại thôi. Còn mọi thứ thì còn rất là đẹp rồi. Hộp số thì có chế độ Eco Power rồi chống trơn trượt, đầu DVD, camera da, mọi thứ là ok hết rồi. Thì xe này thì không khác gì xe mới các bạn. Tính năng thì đầy đủ, 7 túi khí, rồi có chế độ chống ố cứng phanh, rồi ổn định điện thân xe, hệ thống hỗ trợ cái hành ngăn dốc. Rồi hệ thống chống phanh khẩn cấp, hỗ trợ phanh khẩn cấp và hệ thống phân bổ lực phanh điện tử các bạn. Hầu như những tính năng an toàn đều được bố trí trên chiếc xe Toyota Innova này. Thì chiếc xe này bên Huy chào bán với giá là 700 triệu nha. 700 triệu. Các chị và các bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với Huy, Huy tư vấn rõ hơn cho các anh chị nha. Rồi thì hiện tại thì Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy đang về rất là nhiều những sản phẩm xe quay sử dụng. Anh chị nào mà đang tìm kiếm một sản phẩm nào đó mà chưa có thì vui lòng đăng ký kênh. Để có là Huy chuyển lên kênh là các anh chị và các bạn thấy ngay lập tức những sản phẩm mà bên Huy mới về. Các anh chị và các bạn sẽ là người đầu tiên thấy sản phẩm. Nếu như cảm thấy giá hợp lý thì vui lòng liên hệ sớm nha. Bên Huy xe về nhưng mà khách lấy rất là nhanh. Rồi, Huy xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.